Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C2, trang 65, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C2 như sau. Nhận xét về hình dạng của các đường sức từ. Ta trả lời bài C2 như sau. Ta thấy rằng đường sức từ ở trong và ngoài ống dây có dòng điện chạy qua, tạo thành những đường cong khép kín. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C2.